Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân tử vong, nghi do bệnh dại. Sau nhiều tháng bị cho cắn vào ngón trỏ tay trái, cụ bà 78 tuổi, chú tại xã Ia Yong, huyện Krong Park, tỉnh Đắk Lắk, khởi phát các triệu chứng như khó thở, khó nuốt, nói nhảm và đã tử vong. Bệnh nhân nói trên là cụ bà 78 tuổi, chú tại Buôn Dung 2, xã Ia Yong, huyện Krong Park, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó ngày 7 tháng 5, bệnh nhân A khởi phát bệnh với các triệu chứng như khó thở, khó nuốt, nói nhảm. Đến ngày 8 tháng 5, bệnh nhân được người nhà đưa vào trung tâm y tế huyện Grong Park, sau đó được chuyển ngay đến bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị và được chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn. Chiều cùng ngày, bệnh nhân được người nhà xin về và tử vong tại nhà vào ngày 9 tháng 5. Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, trước đó vào khoảng tháng 12 năm 2022, bệnh nhân bắt chó lạ ngoài đường về nuôi thì bị cắn vào ngón trỏ tay trái. Đáng nói 3 ngày sau con chó chết nhưng bệnh nhân khơi này vẫn không đi tiêm phòng dạy